Miếng cá hồi vàng ươm, mùi thì thơm phức, có làm bạn sao xuyến không nè? Như lần trước Trang có chia sẻ là lớp cá hồi rất là giàu dinh dưỡng, nhiều protein, nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin B12 với lại axit amin omega 3, thì cái này nó rất là tốt cho tim mạch, não bộ. Nhưng mà cái phần thịt á, thì ăn hơi ngán cho nên Trang chọn cái phần đầu. Ưu điểm đầu tiên là giá thành nó rẻ hơn. Nhưng mà ưu điểm chính là tại vì nó có nhiều gân, ăn nó giòn giòn, như là ăn nó sẽ béo hơn cái phần thịt. Bữa trước khi mà làm đầu cá hồi kho khóm á, thì được rất là nhiều bạn yêu thích. Bữa nay Trang làm thêm một món đầu cá hồi ngon nữa. Đầu cá hồi nướng sa tế. Đầu cá hồi mua về mình sẽ chẻ ra làm đôi, để chút nữa mình ướp cho nó dễ thấm, mà khi mình nướng nó cũng mau chín. Mới đầu tính lấy cái kéo cắt thôi, nhưng mà cái kéo so với con cá này quá là bé nhỏ mỏng manh, cho nên tôi lấy dao tôi chặt luôn cho nó gọn lẹ. Đầu cá hồi chẻ xong rồi thì mình sẽ lấy dao nhỏ, mình đánh dễ cho nó sạch. Bạn nào mà nhà không có dao, không có thớt bự á, thì khi mình mua mình có thể nhờ người bán cá, người ta chặt giùm mình luôn. Đầu cá hồi thì gân sụn không à, cho nên cũng mềm, dễ chặt lắm. Để rửa cá cho thiệt là sạch với lại khử được mùi tanh của cá thì tôi sẽ rửa bằng muối hộp với lại nước chanh loãng. Mình đổ nước vô trước đi rồi mình hãy dắt chanh vô. Nhiều nước đó mình dắt nửa trái chanh là được rồi. Xong nước muối chanh thì mình sẽ rửa lại 2-3 lần nước sạch. Sau đó để cá ráo, rồi bắt đầu mình đi ướp gia vị. Tôi sẽ ướp vô đây là 1 muỗng sa tế, nửa muỗng hạt nêm, nửa muỗng đường, nửa muỗng nước mắm với lại 2 muỗng tương ớt. Cái này nếu mọi người muốn ăn cay hơn thì mình có thể bỏ nhiều sa tế hơn, có thể dùng thêm ớt tươi hoặc là ớt bột. Đầu cá hồi này thường người ta hay nướng muối ớt nữa cũng rất là ngon. Nhưng mà bữa nay khi nướng sa tế, Trang sẽ không có ướp vô đây muối, mà mình sẽ thay thế bằng nước mắm. Kê nước mắm nó sẽ dậy cái mùi thơm hơn là mình ướp bằng muối nha. Trộn đều cho cá thấm gia vị, mấy bả bự quá cũng không hề dễ trộn. Trộn xong rồi mình để yên đó khoảng chừng 30 phút cho cá nó thấm. Trong thời gian chờ đợi cho cá thấm thì tôi sẽ đi nhóm lửa. Để chút nữa có than mình nướng cá. Nhà tôi thì khỏi phải nói rồi, hay nướng cá bằng than củi tự nhiên không à. Làm chuẩn bị thì hơi mất công thiệt, nhưng mà tôi thấy nướng bằng than củi á, ăn nó ngon, nó thơm hơn. Mấy bà củi đang cháy tạo than rồi, tôi đi đặt mớ rau để chút nữa mình ăn kèm với cá nướng. Để coi bữa nay mua được mớ cà chua, mớ dưa leo, rau thơm, xà lách, diếp cá nữa. Rau ăn sống cho nên mình sẽ ngâm với nước muối loãng. Trời, cộng xà lách kia nè, ai ăn mất tiêu cái đọt rồi. Rau đã không có được xanh không ngã màu vàng mà còn bị người ta lặt mất cái đọt nữa. Cộng tiếp theo cũng dở mi chang vậy luôn. Thôi tạm đi ha, tại vì mua rau sống, rau thơm, xà lách nè mọi người, không có lựa. Kêu người ta lấy đại cho mình 10.000, 15.000 vậy đó. Thôi thì bù lại mấy cộng diếp cá với rau thơm cũng xanh non nè. Tôi lặt rau á, là cái cọng mà nó non là tôi lấy ăn luôn, cả xà lách, cả diếp cá, cả rau thơm đều vậy, chứ không phải là lấy cái lát không nha. Cái cọng mà non á, nó giòn, nó ngon lắm á. Diếp cá này ăn cũng tốt cho sức khỏe lắm, trị được nhiều loại bệnh nữa. Mà sức sống lại rất là mãnh liệt, dễ trồng nữa. Nhà tôi cũng có trồng một ít, nhưng mà cái mảnh đất nào mà mình đã trồng diếp cá rồi á, thì mình xới, mình bới đất cỡ nào miếng nó còn sót lại chút rễ là nó lại tiếp tục vươn lên, nó mọc lên nữa. Củi trái gần tàn rồi nè mọi người, mà than cũng còn ít quá, tôi bỏ vô mớ vỏ dừa nữa cho nó nhiều than hơn. Nghèo bỏ trúng cái miếng vỏ dừa, mà vỏ dừa kiểu lột á chứ không phải chẻ ra, cho nên nó không có cái gáo nè. Cái gáo nó đây, bỏ vô luôn. Tận dụng ghê, dừa tươi để uống nước hay là dừa khô sau khi mà mình lấy cái cơm dừa mình nạo ra rồi á, thì cái phần này mình có thể để nhóm lửa đốt được nhiều than lắm nha. Tính diễn tả là lửa cháy bập bùng mà giờ tôi thấy lửa cháy phần phần luôn rồi, mẹ biết chắc mẹ buồn quá. Con cái nấu ăn kiểu gì mà nhìn đáng sợ, trời cháy kinh thiệt luôn á mọi người, cháy muốn tới nóc nhà luôn. Cái này mà nhà lá chắc nãy giờ trụi rồi đó. Ngọn lửa nào cũng vậy ha, cháy cho dữ rồi cuối cùng thì cũng tàn thôi chứ sao cháy hoài được. Cho dĩ nướng lên trước, cho dĩ nóng,
Sau đó mình sẽ thoa vô đây là dầu, mỡ hoặc là bơ đều được. Để chút nữa nướng cá cho nó đỡ dính đó mọi người. Nướng cá thì nó dính dữ lắm mà nha. Đi vô chỗ bán cá, lựa hai cái đầu cá hồi bự nhất, cho nên bây giờ chẻ ra để lên cái dĩa. Để tôi đổi cái miếng đầu cá bự hơn ra phía ngoài, tại cái phía đó là lửa nó sẽ nóng hơn cái phía trong này. Âm thanh vui tai quá ha, xèo xèo, nghe là thấy hấp dẫn rồi. Cá hồi này cũng mau chín lắm. Được một mặt rồi, bây giờ tôi sẽ trở cá nha. Cái bước này mới hơi gian nan nè. Nhớ lần trước nướng cá đuối ám ảnh luôn trời. Tan, đỡ hơn nướng cá đuối lần trước thôi, chứ cũng bị chín hết miếng rồi nè. Thôi kệ, tróc miếng da không sao. Một tay cầm máy quay, còn một tay thì lấy cái sạn khự, cho nên là cũng hơi khó khăn, quay nó lệch góc hoài luôn. Mọi người thông cảm nha. Nướng nhanh lắm luôn, tôi chưa kịp đi dạo dạo đâu chơi hết là cá nó chín được một mặt rồi. Bây giờ ngồi đây canh cho nó chín thêm mặt nữa là lên dĩa. Thơm lắm lắm á mọi người, mùi thơm quá chừng rồi. Cái mặt cá mà mình vừa trở quay lên phía trên á, nó có vẻ hơi khô, cho nên còn cái phần nước ướp nữa nè. Thay vì lấy cây cọ quét vô, nhưng mà tôi không có chuẩn bị cọ, cho nên là thôi chế đại lên luôn. Cái đầu cá mà, cho nên tự thân của nó là đã có mỡ rồi. Để tôi dở cho mọi người coi nè, nó chảy xèo xèo luôn. Trời ơi, thơm quá. Thôi đừng có la hét nữa, chín rồi. Bốn đứa này chắc lấy cái mâm mới vừa, chứ cái dĩa không có vừa mấy bả đâu. Sắp mớ rau thơm, rau sống vô mâm. Cà chua nãy á thì mình sẽ cắt lát, mình xếp vòng vòng, trang trí cho đỏ đỏ cho đẹp. Đẹp xong rồi sẵn tiện chút nữa ăn luôn cho ngon. Cá vừa nướng xong mình ăn liền luôn, nó nóng, nó thơm, nó ngon. Chứ mà để lâu á nó nguội là ăn bớt ngon. Chín mấp hết trơn, nâng niu bả. Chứ đây làm quá nó rụng chỗ này rụng chỗ kia ra. Cái khúc xếp cá này giờ tôi coi lại tôi mới thấy tôi ngáo ngơ ghê luôn mọi người. Hồi nãy chặt sao thì giờ tôi xếp lại vậy đi. Không có chịu đâu, xà quần cả buổi trời mà xếp nó không có vừa. Kết quả cuối cùng chốt lại là thôi xếp sao cũng được đi, miễn sao mấy bả nằm chung mâm là được rồi. Cho lên đây vài lát ớt đỏ, vừa trang trí mà vừa để ăn luôn. Dưa leo thì tôi sẽ sát miếng xéo xéo dày dày, tại vì món này xác định là chắc ăn đổ khó lắm. Mình sẽ ăn bằng tay, sát miếng dưa leo vậy để cho dễ cầm. Gắn lên đây cộng rau thơm mà bữa đó quên mất là đi hái rau răm. Nhà tôi rau răm quá trời luôn. Cái này ăn chung với rau răm cũng ngon. Thịt cá thì chín đều nhưng mà ở trong nó kiểu còn mọng nước ướt át chứ không có bị khô. Cá nướng này mình có thể chấm với nước tương, tương ớt, muối tiêu chanh hoặc là muối ớt xanh đều ngon. Còn tôi thì bây giờ quất liền cho nóng chứ không có chuẩn bị thêm nước chấm nổi đâu. Với lại ướp gia vị vậy á, ăn tôi nghĩ là tương đối vừa rồi. Mời mọi người, bữa nay mình ăn bằng tay cho nên tôi có chuẩn bị thêm bao tay. Đeo vô sẵn sàng rồi đó, bây giờ chiến thôi. Làm trước cái phần dây cá ha, cái phần này có nhiều thịt. Thịt rất là ngọt luôn nha mọi người. Béo, thơm mùi sa tế, cay cay của ớt. Gia vị thì cũng vừa ăn, mặn mặn, ngọt ngọt. Ăn kèm thêm miếng dưa leo giòn giòn nữa, hết sảy. Phần đầu cá thì dĩ nhiên là nó sẽ có nhiều xương, nhưng mà xương của nó thì bự lắm, cho nên cũng dễ dẻ. Cá nướng ăn chung với dưa leo ngon, mà ăn chung với cà chua cũng ngon luôn. Tuy nhiên thì có nhiều người không có đồng ý ăn cà chua chung với dưa leo. Do trong dưa leo thì nó có hàm lượng axit, nó sẽ phá hủy cái vitamin C có trong cà chua. Thì cái này cũng tùy sở thích cũng như là quyết định của mọi người thôi. Mình muốn ăn chung cũng không ai cấm ha.
Có ai thích ăn mắt cá giống tôi không? Mắt cá rất rất là béo luôn nha. Ngon tê tái cõi lòng luôn. Ấy chà, bữa nay mua 2 cái đầu cá hồi là được tới 4 con mắt luôn. Vô mánh rồi. Kế bên cái phần mắt cá là cái phần sụn gân. Ăn vô nó giòn giòn rất là ngon. Đầu cá hồi thì nó béo lắm lắm mọi người. Cho nên khi mà làm món này mọi người nhớ mua rau sống nha. Ăn rau sống vô nó thơm thơm, nó cân bằng lại vị giác. Nó sẽ giúp cái món này ngon hơn. Nếu mà ăn không, tôi sợ ăn nhiều quá là mình sẽ bị ngán. À, món này ăn chung với cơm thì cũng ngon, nhưng mà tôi duyệt ăn không hơn. Thanh niên nấu ăn gì mà suối người ta bỏ cơm không à. Thì có những món mình ăn với cơm nó ngon, còn có những món mình ăn không nó sẽ ngon hơn. Bạn nào thích ăn chung với cơm để ngon nhất á, thì có thể tham khảo món đầu cá hồi kho khóm. Tôi sẽ để link bên dưới nha. Chào mọi người, tôi là Trang nè. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Nhưng mà nhớ nhấn đăng ký để ủng hộ, cũng như là theo dõi những video tiếp theo của tôi nha. Nếu yêu thích video thì cho Trang xin một like với một lượt chia sẻ. Còn bạn nào có thắc mắc, góp ý hay chia sẻ điều gì với Trang á, thì comment bên dưới.